cô bé Việt Nam được dắt tay cổ vũ ra sân ở trận chung kết World Cup 2018 là ai? Ở trận chung kết, cậu bé Việt Nam này cùng 21 em bé khác sẽ được dắt tay cổ vũ hai đội tuyển mạnh nhất ra sân. Trong khuôn khổ sự kiện vui hè cùng bóng đá, em Nguyễn Lê Thanh Sơn, học sinh lớp 5 trường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã được chọn là đại diện của Việt Nam đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Đây là kết quả của chương trình ra sân cùng danh thủ do một thương hiệu thức ăn nhanh và đường sách Nguyễn Văn Bình tổ chức. Thanh Sơn sẽ được tập huấn một khóa hướng dẫn kỹ năng cùng cầu thủ ra sân. Tham gia các hoạt động kỷ niệm trong khuôn khổ World Cup 2018 sẽ có thành viên chịu trách nhiệm phiên dịch và lo đầy đủ thủ tục. Tham gia các hoạt động kỷ niệm trong khuôn khổ World Cup 2018 sẽ có thành viên chịu trách nhiệm phiên dịch và lo đầy đủ thi thực xuất ngoại cho em. Đây được xem là em bé Việt Nam đầu tiên có cơ hội thực hiện nghĩa vụ này tại một kỳ World Cup. Cơ hội lớn này và chắc chắn là mơ ước của nhiều người. Thanh Sơn cho biết em thần tượng cầu thủ Messi của đội Argentina. Robot Trophy xuất hiện tại diễn đàn cấp cao và triển lãm về công nghệ 4.0. Một trong những điểm nhấn của diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghệ 4.0 diễn ra tại Hà Nội ngày 13 tháng 7 chính là sự xuất hiện của Robot Trophy, người máy robot đầu tiên được cấp quyền công dân trên thế giới. Xuất hiện tại sự kiện, Robot Trophy khoác trên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam và đã trả lời lưu loát một số câu hỏi liên quan đến vấn đề phát triển bền vững và tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sophia là robot hình dạng giống con người được phát triển bởi công ty Hanson Robotics ở Hồng Kông. Sophia lần đầu tiên được xuất hiện tại công chúng vào năm 2015, được thiết kế cử động giống con người và có trí tuệ thông minh nhân tạo. Mục đích chế tạo Sophia là phát minh ra một robot có ý thức, có sự sáng tạo và có khả năng như bất kỳ con người nào để giúp con người trong các vấn đề về cuộc sống thường ngày như để phục vụ chăm sóc sức khỏe, điều trị, giáo dục và các ứng dụng dịch vụ khách hàng. Tại sự kiện, Robot Trophy cho biết, hôm nay tôi đến đây muốn thế giới biết về công nghệ AI sẽ giúp cho sự phát triển bền vững. Nếu chúng ta hợp tác lại với nhau, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu này, nhất là với những robot như chúng tôi. Với câu hỏi những quốc gia như Việt Nam nên có những chiến lược như thế nào để không bị tụt hậu, Robot Trophy cho rằng Việt Nam cần phải có những sáng tạo công nghệ, quốc gia cần phải tận dụng các cơ hội như thế này, công nghệ Internet, vạn vật AI. Những công nghệ này sẽ giúp cho Việt Nam có những bước nhảy vọt về kinh tế. Ngoài ra, Việt Nam cần có những chính sách chính phủ cần làm việc với đối tác trong các khu vực để đảm bảo công nghệ như thế này có thể mang lại lợi ích cho tất cả người Việt Nam. Phát triển công nghệ AI sẽ giúp chính phủ Việt Nam đạt được các mục tiêu và tiêu chí phù hợp. Đồng thời, công nghệ cũng hỗ trợ cho Việt Nam có những bước phát triển đột phá trong tương lai. Công nghệ giúp cho chúng ta đạt được những lợi ích phồn vinh, Việt Nam cần phải đi đầu trong ứng dụng sáng tạo và công nghệ mang lại cho các bạn nhiều việc làm hơn. Chẳng hạn, smartphone với những ứng dụng phát triển trên nền tảng này mang lại nhiều công ăn việc làm như đối với dịch vụ Uber, Grab. Hơn nữa, công nghệ có thể giúp thực hiện những công việc mà chúng ta chưa bao giờ đạt được. Chẳng hạn như phẫu thuật, kỹ thuật cao để mang lại cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp nhất. Còn đối với những chia sẻ về thách thức và cơ hội dành cho thế hệ trẻ trong 4.0, Robot Trophy cho rằng thách thức có rất nhiều, những người trẻ tuổi cần có nhu cầu kiếm được công ăn việc làm để hòa nhập trong 4.0. Thế hệ trẻ cần được trang bị tốt hơn những kỹ năng của thế kỷ 21. Tôi nghe nói rằng Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là xu hướng rất tốt để đón đầu các công nghệ tương lai. Chúng ta không thể nào đạt được nếu có những người trẻ tuổi tụt lại phía sau. Việt Nam cần có sáng tạo công nghệ mới không ngừng. Nếu dừng lại sẽ bị bỏ lại phía sau. Việt Nam cần tìm ra phương tiện giao thông công nghệ rẻ và hiện đại. Công nghệ giúp cho các bạn có nhiều ý tưởng tốt hơn để tạo điều kiện phát triển tốt hơn. Nếu nối với thế giới, chính phủ cần có ưu tiên rõ ràng trong đào tạo, giáo dục, phối hợp với các công ty tư nhân để giải quyết các nút thắt trong phát triển của Việt Nam, Robot Trophy nhận định. Tiết lộ nhiều tin gây sốc về chiến dịch giải cứu đội bóng lần rừng. Nhà chức trách vừa tiết lộ những thông tin chi tiết hơn về chiến dịch 17 ngày nhằm giải cứu các cậu bé khỏi hang Tham Luông ở dãy núi Doi Nang Non và gọi đây là cuộc chiến
chống lại thiên nhiên. Các thành viên của đội cứu hộ đội bóng lợn rừng khỏi hang Tham Luân tiết lộ những mối nguy hiểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bao gồm mưa lớn và thiếu oxy. Tin tức 12 cậu bé bị mắc kẹt trong hang động ở miền Bắc Thái Lan được giải cứu tuần này cùng cuộc hồi ngộ cảm động với cha mẹ các em đã thu hút cả thế giới. Nhưng ít người biết rằng nhiệm vụ giải cứu này gần như đã có lúc đi vào ngõ cụt. Nhà chức trách vừa tiết lộ những thông tin chi tiết hơn về chiến dịch 17 ngày nhằm giải cứu các cậu bé khỏi hang Tham Luân ở dãy núi Doi Nang Non và gọi đây là cuộc chiến chống lại thiên nhiên. Khi phát hiện những chiếc xe đạp của các cầu thủ bên ngoài hang, đội cứu hộ ban đầu cho rằng nhiệm vụ này sẽ không có gì khó. Nhưng vài ngày sau đó họ nhận ra công việc này khó khăn hơn họ nghĩ bởi mưa lớn làm ngập hang nhanh hơn dự kiến, khiến cả quân nhân hải quân cũng phải rút lui. Chúng tôi đã chiến đấu và bị đánh bại, thất trận trước dòng nước, ông Narongsat Osatanakon, lãnh đạo trung tâm chỉ huy phối hợp chỉ đạo chiến dịch chia sẻ. Lực lượng hải quân siêu bắt đầu thâm nhập sâu vào trong hang, nhưng bùn đất, lòng hang hẹp và mực nước cao đã cản trở họ. Cái hang này không giống bất kỳ thứ gì chúng tôi trải nghiệm, nó rất tối, Abakon Yukong, một chuẩn đô đốc hải quân Thái Lan cho hay. Điều kiện địa hình đầy thách thức đến độ suốt 23 tiếng đồng hồ hải quân siêu đã mất liên lạc với hai đội được cử vào hang. Suốt một tuần đầu tiên, các nỗ lực bơm nước mưa ra khỏi hang đều không hiệu quả, cuộc giải cứu phải kêu gọi đến các thiết bị hàng nặng và một đội ngũ thợ lặn hang động chuyên nghiệp từ Anh, Australia, Mỹ và châu Âu. John Volanten, một thợ lặn người Anh, đã tìm thấy các cậu bé vào ngày 2 tháng 7, chen chúc trên một sườn dốc đầy bùn, cách cửa hang gần 2 dặm. Yokon tỏ ra rất khâm phục sự dũng cảm và kiên cường của các em nhỏ vì đã chịu đựng suốt 10 ngày trong cảnh không có thức ăn giữa bóng tối đen đặc mà không biết liệu có ai đến cứu hay không, các cậu bé không tuyệt vời hay sao, anh nói. Thách thức tiếp theo của đội cứu hộ là đưa người ra khi nhà chức trách bắt đầu bơm nước từ hang ra. Hoạt động này được thực hiện ở mức độ công nghiệp với dự kiến khoảng 10 tỷ mét khối nước được bơm ra, rào cản thứ hai xuất hiện. Mực oxy trong hang dần giảm xuống đến mức có hại cho con người, giới hạn thời gian còn lại để cứu đội bóng xuống còn chưa đầy một tháng. Lo sợ các cậu bé sẽ hôn mê vì thiếu oxy, hoạt động giải cứu buộc phải đẩy nhanh tiến độ. Một yếu tố nữa là nước đang dâng lên, ông Osatanakon cho biết, không như những nơi khác, mưa ở miền Bắc rất lớn, các cậu bé sẽ không còn chỗ nào để tránh cả. Các em chỉ có một khoảnh đất khoảng 25 m² và nơi đó cũng sẽ dần bị ngập nước. 12 cậu bé đã được đeo mặt nạ lặn, kính mặt và buộc mình vào các thợ lặn để vượt qua những vùng ngập nước trong hành trình thoát khỏi hang. Sau đó các em được chuyển lên cáng và bọc chăn mỗi khi đến được những vùng đất khô. Các dấu hiệu sinh tồn của các em được kiểm tra nhiều lần trong suốt hành trình. Lãnh đạo hải quân siêu dường như đã xác nhận việc các cậu bé được gây mê cho cuộc hành trình khi phát biểu trong cuộc họp báo, dọc đường một số em có thể đã ngủ. Ngày 11 tháng 7, Jiang Jingyi, lãnh đạo đội cứu hộ Trung Quốc cho biết rằng khi mới bắt đầu cuộc giải cứu, ông không chắc những nỗ lực của họ có mang lại kết quả hay không. Nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, ông phát biểu tại bữa cơm trưa mừng công ở Misai. Khi tôi nhìn thấy các cậu bé đầu tiên được đưa ra, tôi cảm thấy như chúng tôi đã tiến được một bước đến thành công. Chúng tôi đã rất hạnh phúc, rồi khi thấy cậu bé thứ hai, tôi nghĩ kế hoạch của chúng tôi có hiệu quả rồi. Ông cho biết thợ lặn các nước đã phối hợp rất ăn ý với nhau, ngôn ngữ không phải là rào cản và chúng tôi nhận thấy rằng ngôn ngữ trong các ngành kỹ thuật như lặn hay hệ thống dây được sử dụng phổ quát, ông chia sẻ. Jingyi và đội thợ lặn đã gửi lời xin lỗi vì đi dép lê đến buổi mừng công. Ông nói rằng da chân của họ đã mỏng đi trông thấy sau suốt hàng chục giờ lặn ngụp trong nước bùn. Trả lời phỏng vấn của tờ Guardian hôm ngày 11 tháng 7, các thợ lặn Australia tham gia cuộc giải cứu cho biết có những khoảnh khắc suýt chút nữa đã trở thành thảm họa. Vài giờ sau khi thành viên cuối cùng của đội bóng lợn rừng được giải cứu, bơm chính trong hang bị hỏng và mực nước bắt đầu dâng lên. Một thợ lặn cho biết anh nghe thấy tiếng thét từ sâu bên trong hang động, tất cả đèn pha rọi hết lên đồi và chúng tôi nhìn thấy nước dồn lên, anh nói, mực nước tăng rõ rệt. 100 nhân viên còn lại trong hang đã phải cuống cuồng chạy đến lối ra và an toàn thoát ra ngoài.
chưa đến một tiếng đồng hồ sau đó. Ông Osa Tanakon, người đã trở thành anh hùng quốc gia sau sự thành công của nhiệm vụ giải cứu, gọi các cậu bé là một biểu tượng cho sự đoàn kết của nhân loại. Ông nói thêm, tất cả mọi người đã hợp tác cùng nhau, bất kể chủng tộc và tôn giáo, vì mục tiêu giải cứu đội bóng trẻ và đưa các em về nhà an toàn. Ông nói rằng các cậu bé không có lỗi khi bị mắc kẹt trong hang và các em có thể xuất hiện trước truyền thông khi sức khỏe tốt lên nếu các bác sĩ và cha mẹ các em cho phép. Người chỉ huy cuộc giải cứu cũng đã trút bỏ được vẻ nghiêm nghị sau mấy tuần qua. Trong cuộc họp báo, ông còn cười và tỏ ra hơi bồn chồn. Ông chia sẻ với tờ Guardian rằng ông muốn đóng vai chính mình trong một bộ phim về cuộc giải cứu. Bên ngoài phòng họp báo, đám đông tình nguyện viên đã vây quanh đứng đợi. Khi được hỏi xin chụp một bức ảnh, vị chỉ huy trả lời tại sao lại không, các cậu bé đã được đưa ra ngoài rồi.